Đây là một chiếc robot biến hình các bạn này. Đây, từ một chiếc xe ô tô ấy nha. Đây. Mình sẽ biến thành thành người siêu nhân này. Đây, hai cái chân này này. Đây là hai tay các bạn này. Đây là ngầu đó nha. Đây là này. Ok. Là bên kia nha, đặt trong lô nha. Và đây là một chiếc xe máy chụp khủng long này. Đấy. Và đây khủng long báo chúa chưa? Đây khủng long báo chúa nha. Đây cần phải xoay được các bạn nè. Mình lên hạ xuống được nè. Đây là điểm đài này nha. Yeah. Ok, con sẽ tiếp luôn nha. Wow, quá thật là nhỏ nha. Rồi, tiếp theo là một chiếc trực thăng đây, chiếc trực thăng cứu hộ đây. Đây, đây là sẽ có chỗ ngồi cho phi công nha các bạn. Đây, ở đây nha. Ok, tiếp theo là mình xin giới thiệu một chiếc poster màu trắng này. Đây. Okay.